sinh nhật của ca sĩ Phi Nhung, ba con gái nuôi xúc động nhớ mẹ Hồ Văn Cường ra sao? Dù Phi Nhung đã mất cách đây 3 năm, nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến của nhiều đồng nghiệp khán giả. Nếu như vẫn còn sống, 10 tháng 4 năm nay là sinh nhật lần thứ 54 của cố ca sĩ. Trong ngày đặc biệt này, ba cô con gái nuôi của nữ ca sĩ đã nghẹn ngào tưởng nhớ đến mẹ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Tuyết Nhung đăng ảnh chụp di ảnh của Phi Nhung kèm chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ sẽ luôn luôn xinh đẹp, dù là ở nơi đâu mẹ vẫn luôn vui nha mẹ." Ca sĩ Quỳnh Trang chia sẻ ảnh chụp trước bàn thờ của mẹ nuôi: "Bé Trang chúc mừng sinh nhật mẹ." Cô cũng tặng cô ca sĩ Phi Nhung giỏ hoa hoành tráng, nhưng mẹ vẫn còn hiện diện bên mình. Con gái nuôi Thiêng Ngân của Phi Nhung cũng đăng tấm ảnh chụp cùng cố ca sĩ. Nhiều khán giả nghẹn ngào khi xem lại khoảnh khắc giọng ca bông điên điển nhí nhảnh yêu đời chụp hình cùng con gái nuôi. Trong khi ba người con nuôi của Phi Nhung nghẹn ngào tưởng nhớ đến mẹ, nhiều khán giả cũng tò mò Hồ Văn Cường đang thế nào. Trên fanpage, hiện nam ca sĩ chưa có chia sẻ gì liên quan đến người đã dìu dắt anh trong một khoảng thời gian. Được biết thời gian qua, Hồ Văn Cường khá kín tiếng trên mạng xã hội.